Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 6 tháng đầu năm, thiên tai làm 43 người chết, 130 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã có trên 900.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 13.000 so với năm trước. Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước tình hình đó, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ đàn lợn và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại. Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới lao đao vì đại dịch, thì tại Việt Nam, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 7, tròn 82 ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cả nước có tổng cộng là 229 ca nhiễm, nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, hiện có 3 ca âm tính lần 1 và 3 ca âm tính lần 2 trở lên đối với virus SARS-CoV-2. Đã có 341 ca nhiễm bệnh được điều trị khỏi. Hiện cả nước còn hơn 13.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh tới các vùng có dịch đang được cách ly. Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng đại dịch COVID-19 vừa qua không chỉ là phép thử trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam, mà còn là lúc chính phủ quyết tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Những vướng mắc trong việc triển khai gói 62.000 tỷ đồng vừa qua đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ và yêu cầu các bộ ngành sớm tháo gỡ, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp sau dịch. Cho lao động nghỉ việc tạm thời, luân phiên, thậm chí cắt giảm lao động là lựa chọn của doanh nghiệp này trong đại dịch COVID-19 vừa qua, khi hầu hết đầu ra của sản phẩm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Song đến nay, bản thân doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Sau gần 3 tháng triển khai nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, vướng mắc tập trung nằm ở một số nhóm đối tượng, như với người lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp, mới hỗ trợ gần 16.000 người, trong khi số lượng dự kiến ban đầu là 1 triệu người, thậm chí chưa có hồ sơ của doanh nghiệp nào được giải ngân vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc do điều kiện quy định quá chặt chẽ. Đại diện các doanh nghiệp đã đề xuất chính phủ cần nới lỏng điều kiện tiêu chí hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, tiếp tục kéo dài thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trước mắt đến năm 2020, tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị mất việc làm, giúp họ có cơ hội trở lại thị trường lao động. Trước tình hình này, tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày 2 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vướng mắc ở đâu thì các bộ ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ ở đó. Có thể thấy, nền kinh tế đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nhưng những tác động sau dịch vẫn còn hết sức nặng nề. Việc nghiên cứu sửa đổi nghị quyết số 42 phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay là cần thiết, giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp họ tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn tín dụng, trả lương để giữ chân lao động. 6 tháng đầu năm, thiên tai làm 43 người chết, 130 người bị thương, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 3.400 tỷ đồng. Đây là những con số được Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố. So với thiệt hại do thiên tai gây ra trong cùng kỳ năm ngoái, số người chết trong 6 tháng đầu năm nay cao gấp 2,6 lần, còn thiệt hại về kinh tế cao gấp 7 lần. Theo dự báo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, 6 tháng cuối năm sẽ xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Do đó, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, đặc biệt là các hình thái cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, mưa lũ lớn và bão mạnh. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn và đặc biệt lớn. Với tình huống bất lợi trên diện rộng, đơn vị đã có phương án chỉ đạo ứng phó với lũ lớn trên một số hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 5 tháng 7 đã có trên 900.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 13.000 so với năm trước. Trong đó có 51.712 thí sinh tự do, chiếm 5,74%.
Số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên là 296.158 người, chiếm 32,9%. Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học xã hội là 498.516 người, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp khoa học xã hội đang tăng lên, đồng nghĩa với tỷ lệ đăng ký bài tổ hợp khoa học tự nhiên giảm đi. Trong tổng số 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, có 643.122 em đăng ký xét tuyển, chiếm 71,45%. Tại Hưng Yên cũng như mọi năm, số thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học xã hội cao gấp 2,6 lần so với thí sinh chọn tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh có gần 13.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi, trong đó có trên 4.300 thí sinh chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp, khoảng 8.000 thí sinh vừa dự thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng, còn lại là số thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Cũng như mọi năm, số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm đa số với hơn 8.800 em. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên là khoảng 3.400 em. Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ học sinh chọn bài thi khoa học xã hội luôn ở mức cao là do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có những đổi mới, nhiều học sinh ưu tiên cho mục tiêu xét đỗ tốt nghiệp trước. Năm 2020, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự điều chỉnh, khi chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả hai bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh. Đến năm 2023, các cơ sở chăn nuôi trừ động vật làm cảnh, động vật làm thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường sẽ phải di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi thuộc các quận, huyện, thị xã. Đây là nội dung đáng chú ý thuộc một trong những dự thảo nghị quyết quan trọng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua. Hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành việc ban hành nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Theo đó, kể từ khi nghị quyết có hiệu lực đến năm 2023, cơ sở chăn nuôi ở các quận, 4 phường của thị xã Sơn Tây và các thị trấn của 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, các khu chung cư tập thể cũ, khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã sẽ không được phép chăn nuôi và phải di chuyển ra khỏi khu vực, trừ nuôi động vật làm cảnh, động vật thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Hà Nội sẽ dành trên 13 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân trong giai đoạn 2020-2023, đồng thời hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay xây dựng cơ sở chăn nuôi mới, dự kiến nguồn kinh phí hơn 39,3 tỷ đồng. 100% đại biểu tham gia biểu quyết cũng tán thành việc ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2020, dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Theo đó, điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất, 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung danh mục 352 dự án thu hồi đất với diện tích hơn 1.359 ha, 230 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 400 ha. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định 5 mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định mức thu lệ phí và học phí. Hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để bảo vệ đàn lợn và ngăn chặn dịch bệnh lây lan bùng phát trở lại, ngành thú y và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 4.000 con lợn. Theo Phòng Chăn nuôi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, nhờ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cho công tác tái đàn và phòng chống dịch bệnh, nên đến nay toàn tỉnh đã có gần 430.000 con lợn, tăng 70.000 con so với thời điểm xảy ra dịch bệnh và chưa phát hiện ổ dịch tả châu Phi nào tái phát. Tuy nhiên, do giá lợn hiện tăng cao nên nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi là rất lớn. Cộng với điều kiện bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài làm giảm sức đề kháng của đàn lợn, khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ cao tái phát và lây lan trở lại. Để bảo vệ đàn lợn cùng với sự tích cực vào cuộc của các ngành chuyên môn, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch. Ngoài định kỳ tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, chống nóng cho đàn lợn, cần áp dụng nghiêm ngặt chế độ chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ tái đàn khi điều kiện chuồng nuôi bảo đảm, nhập đàn vật nuôi khỏe mạnh và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, Simacai là địa bàn vùng cao khắc nghiệt và khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai, với đặc trưng là núi cao, khe sâu, đá nhiều hơn đất, luôn khô hạn. Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ lựa chọn chăn nuôi đại gia súc, Simacai đã và đang tạo được bước đột phá trong xóa nghèo nhanh và bền vững.
Đến thời điểm hiện tại, 75% hộ dân bản Mế đã chuyển đổi sang chăn nuôi đại gia súc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 33 triệu đồng. Để giải quyết vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, bản Mế đã làm được gần 300 hũ ủ phân, hơn 280 chuồng nuôi nhốt, trồng mới được trên 98 hectare cỏ VA06 cho bò ăn. Tính đến nay, huyện Simacai đã hỗ trợ hơn 2.320 con bò và trâu sinh sản cho 1.136 hộ nghèo và cận nghèo, tổng đàn tăng trưởng bình quân 18% mỗi năm. Ước tính đến hết năm 2020, tổng đàn trâu của huyện đạt 15.800 con, đàn bò đạt trên 6.800 con, tạo nguồn thu khoảng gần 500 tỷ đồng cho khu vực nông thôn. Để giữ vững những cái tiêu chí đã đạt được cũng như là duy trì cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, thì ở huyện sẽ tập trung chỉ đạo các cơ sở là phân định ra là những cái tiêu chí nào dễ thì sẽ làm trước, những cái tiêu chí nào khó thì chúng ta sẽ làm sau, và chủ yếu tập trung vào những cái tiêu chí mà vận động nhân dân, như là vận động nhân dân tham gia như là vệ sinh môi trường nông thôn, rồi tham gia làm đường giao thông nông thôn, cũng như là tham gia một số mô hình phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho người dân. Do lựa chọn cây con giống phù hợp, Simacai đã tạo được động lực mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 4 năm nay, toàn huyện có 4 trong tổng số 9 xã đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới, là một trong những huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc top đầu của tỉnh Lào Cai. Những năm gần đây, tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng khốc liệt và cực đoan, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hạ tầng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện cũng như giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, ngay từ đầu mùa mưa, Công ty Điện lực Lai Châu đã và đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chủ động các phương án khắc phục. Với đặc thù địa hình đồi núi dốc, hệ thống đường điện đi qua nhiều vùng có nguy cơ sạt lở cao, núi rừng có nhiều cây to và dây leo, thảm thực bì rậm rạp, nên để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện trong mùa mưa kéo dài ở Lai Châu là rất khó khăn. Giải pháp mà Điện lực Lai Châu đưa ra ở đây là phải luôn tăng cường phát quang toàn tuyến, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và đường dây, sẵn sàng vật tư và nhân lực cho các tình huống có thể xảy ra do mưa lũ. Trong công tác chuẩn bị thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn lưới điện trong 10 thì nhất là lập kế hoạch kiểm tra kỹ thuật định kỳ thiết bị theo tuần, theo tháng, năm. Thứ hai nữa là thường xuyên kiểm tra thiết bị theo quy định để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết trên thiết bị điện để đưa ra phương án khắc phục, tránh nguy cơ sự cố. Thứ ba nữa là xử lý triệt để những tồn tại sau những đợt kiểm tra định kỳ thiết bị. Theo báo cáo của Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu, năm 2019, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng cho hệ thống lưới điện. Chính vì vậy, trong năm 2020, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Công ty Điện lực Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thành lập tổ xung kích làm lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mùa bão, là công ty có chỉ đạo các cái đơn vị là đi kiểm tra toàn bộ cái hệ thống lưới điện, đặc biệt là các vị trí xung yếu mà có thể có nguy cơ xảy ra mất an toàn mùa bão, các vị trí mà có nhiều cây cối và có thể có nguy cơ là vi phạm hành lang. Đấy thì chúng tôi cho kiểm tra và rà soát và tổ chức khắc phục ngay. Phần lớn lưới điện của Lai Châu nằm trên địa hình đồi núi cao, nhiều cây cối, đi lại khó khăn, gây trở ngại lớn cho công tác quản lý, vận hành và khắc phục sự cố, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Trong công tác phòng chống thiên tai, Điện lực Lai Châu đã quán triệt phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhờ đó, dù trải qua nhiều trận mưa đá, lốc xoáy và mưa lũ vừa qua, Điện lực Lai Châu vẫn đảm bảo an toàn cho lưới điện, khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trải qua thăng trầm của thời gian, mảnh đất và con người Văn Lâm tỉnh Hưng Yên ngày nay vẫn còn giữ được những mái đình, tiếng nước, nếp nhà xưa cổ kính, bảo tồn được những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp mang đậm bản chất thuần Việt. Đây chính là tiềm năng lớn để phát triển loại hình du lịch cộng đồng trải nghiệm, du lịch làng di sản, làng nghề. Làng Nôm, xã Đại Đồng là một trong ít địa phương còn giữ được cấu trúc và hình thái nguyên gốc của làng Việt truyền thống khoảng 400 năm trước. Các thành tố của làng truyền thống là chùa Nôm, chợ Nôm, đình Tam Giang, cầu Nôm, cổng làng, những ngôi nhà cổ cùng cảnh quan không gian gần như còn nguyên vẹn.
trong quá trình xây dựng nông thôn mới, được sự định hướng của các cấp chính quyền, người dân địa phương đã nêu cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Người dân Làng Nôm chúng tôi là kể cả những người ở địa phương và những người xa quê thì đều là đồng tâm hiệp lực và mang cái tiền công đức về để xây dựng, tôn tạo cho đình và chùa. Thì không chỉ là làng di sản, Làng Nôm còn nổi tiếng với nghề đúc đồng truyền thống. Chợ Cầu Nôm trước đây là nơi mua bán sầm uất phục vụ cho nghề đúc đồng. Hiện nay toàn xã Đại Đồng còn hàng trăm hộ làm nghề đúc đồng đang dần tiếp cận với việc đón khách tham quan du lịch. Là một người con của làng nghề đúc đồng truyền thống, bản thân tôi luôn luôn ý thức được thứ nhất là phát triển tay nghề, sau rồi kiến thức sản phẩm tinh xảo hơn, và cái thứ hai là luôn luôn hướng tới là để làm cái thương hiệu ngày một bay xa hơn, nhiều người biết đến, đón được các cái tour du lịch. Không chỉ có Làng Nôm, huyện Văn Lâm còn nổi tiếng với các di tích, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc, bảo vật quốc gia bệ đá sư tử chùa Hương Lãng, đền Ghênh thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, làng trồng và chế biến dược liệu Nghĩa Trai. Thì trong thời gian qua là Văn Lâm cũng xác định phát triển du lịch trên địa bàn là một trong nền kinh tế quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững của huyện. Thì Văn Lâm đã đấu nối tất cả các cái hệ thống giao thông kết nối giữa các di tích lịch sử và các làng nghề truyền thống. Hai nữa là tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân mà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động trong cái lĩnh vực là du lịch. Ba nữa là các cái công trình ví dụ vui chơi giải trí này, rồi các cái cơ sở lưu trú này thì chúng tôi được tăng cường để phục vụ du khách. Tại hội thảo phát triển mô hình làng nghề du lịch và làng di sản du lịch trong khu vực đồng bằng sông Hồng do trường đại học xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức mới đây, các nhà nghiên cứu đã đánh giá rất cao tiềm năng phát triển du lịch của huyện Văn Lâm mà đặc biệt là Làng Nôm và chỉ ra những hướng phát huy các tiềm năng đó. Di sản mới chỉ là tiềm năng, còn sản phẩm du lịch lại là một bước để chuyển hóa cái tiềm năng đấy thành sản phẩm du lịch. Thì hiện nay chúng ta mới chỉ có tiềm năng, chúng ta chưa chuyển hóa nó thành sản phẩm du lịch, cho nên chúng ta chưa khai thác được thế mạnh của cái Làng Nôm. Đấy, tôi nói ví dụ như là cái giá trị văn hóa nghề nông, thì nếu bây giờ chúng ta đến cánh đồng hiện nay chúng ta cũng chưa đem ra phục vụ du lịch được, vì chúng ta chưa có trung tâm trải nghiệm. Ví dụ như là Làng Nôm đến thăm đình thăm chùa xong nhưng bảo du khách muốn mang mua cái gì mang về thì cũng chưa có. Thì đấy, cái khó là chúng ta chưa hình thành một mô hình bài bản để từng bước hình thành những cái bộ sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch cho khách. Thì khi có đủ như thế thì tất cả tiềm năng ấy nó mới tỏa sáng được. Để phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thực sự hiệu quả và bền vững, đòi hỏi các ngành các cấp, các đơn vị quản lý kinh doanh du lịch và người dân địa phương phải phối hợp chặt chẽ toàn diện, cần có những chính sách riêng cho phát triển du lịch cộng đồng, trong đó phải tính đến việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho các hộ gia đình tham gia làm du lịch, quy hoạch, tổ chức xây dựng xóm du lịch cộng đồng, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch, giúp người dân quảng bá và đào tạo nhân lực. Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Phàng Lao Bảng, sinh năm 1966, trú tại Triềng Tương, huyện Yên Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, lực lượng phá án đã thu giữ tang vật gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy này cho một người đàn ông không rõ danh tính từ khu vực biên giới xã Triềng Tương, huyện Yên Châu về thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Những ngày gần đây, đồn biên phòng Trà Cổ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện các đối tượng, phần lớn là người Trung Quốc, xuất nhập cảnh trái phép qua sông biên giới Việt Trung. Đêm 4 tháng 7 vừa qua, lực lượng biên phòng phát hiện 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Các đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì, đồng thời khai nhận được một người Trung Quốc dẫn với giá là 5.000 nhân dân tệ một người để sang khách sạn Lợi Lai ở Việt Nam đánh bạc. Ngày 5 tháng 7, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện một nhóm gồm 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đội tuần tra đã yêu cầu các đối tượng này về đồn biên phòng Tra Cổ để đấu tranh làm rõ. Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới địa bàn đề phòng dịch bệnh lây lan. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.